Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Minh Châu và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba, 31 tháng Giêng năm 2023. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới kinh tế của thế giới. Kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đó là ông Pierre-Olivier Gaudinchas, đánh giá sự rủi ro về suy thoái đã giảm bớt và các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đạt được sự tiến bộ trong việc kiểm soát mức độ lạm phát. Hôm nay, 31 tháng Giêng, Quỹ tiền tệ quốc tế nâng nhẹ triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2023 do sự phục hồi đáng kinh ngạc ở Hoa Kỳ và châu Âu, chi phí về năng lượng giảm đi và nền kinh tế của Trung Quốc mở cửa trở lại sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách nghiêm ngặt. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mức tăng trưởng của toàn cầu vẫn sẽ giảm từ 3.4% vào năm 2022 xuống 2.9% vào năm nay. Thế nhưng, mức độ này cũng đã được cải thiện hơn so với mức là 2.7% là mức dự báo đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. Với năm 2024 thì mức tăng trưởng trên toàn cầu theo Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ là mức tăng nhẹ lên 3.1%. Kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế là ông Pierre-Olivier đánh giá mức rủi ro suy thoái đã giảm đi và các ngân hàng trung ương trên thế giới đang đạt được tiến bộ trong việc kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, cần phải có những quyết tâm nhiều hơn nữa để kiềm chế giá cả và những sự gián đoạn mới có thể diễn ra do chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc chiến chống COVID-19 của Trung Quốc. Trong dự báo thì tổng sản phẩm quốc nội GDP của năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng mức tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ là 1.4%, tức là tăng so với mức 1% đã dự báo vào tháng 10 năm ngoái do vấn đề tiêu dùng và đầu tư mạnh hơn. Quỹ tiền tệ quốc tế đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc cao hơn trong năm nay lên tới mức là 5.2% so với mức 4.4% dự báo vào tháng 10 năm ngoái. Anh Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất mà Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo sẽ suy thoái trong năm nay, với chỉ số GDP giảm 0.6%, trong lúc các gia đình tại Anh Quốc phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao, gồm cả chi phí về năng lượng. Zimbabwe xây dựng thành phố mới dành cho người giàu. Theo hãng tin Bloomberg, các nhà lãnh đạo chính phủ Zimbabwe có biện pháp khắc phục sự sụp đổ của thủ đô Harare, xây dựng một thành phố mới với số tiền lên tới 60 tỷ Mỹ Kim từ đầu tư nước ngoài. Thủ đô mới sẽ được phát triển ở làng Mount Hamden, cách thủ đô hiện tại 17 km về phía đông bắc. Dự kiến tại Mount Hamden sẽ xây dựng mới trụ sở quốc hội, ngân hàng trung ương, tòa án cấp cao và tối cao, trung tâm đấu giá khoáng sản, sàn giao dịch chứng khoán, dinh tổng thống và các biệt thự sang trọng. Đó là một thế giới tách biệt với Harare, một đô thị trải dài đầy ổ gà, nơi rác thải hiếm khi được thu gom, nguồn điện thường xuyên bị cắt và nhiều vùng ngoại ô, thị trấn không có nước máy. Các tòa nhà thương mại chỉ có 40% công suất cho thuê và trung tâm thành phố tràn ngập những người bán hàng rong. Tổng thống Mnangagwa nói dự án này là minh chứng cho khả năng thu hút tài trợ của ông, cụ thể là với Trung Quốc, quốc gia có mối quan hệ với Zimbabwe và đã xây dựng tòa nhà quốc hội mới ở Mount Hamden với chi phí 140 triệu Mỹ Kim. Bộ trưởng Tài chánh Muthley Kube cho biết ít nhất 12% trong số 250 biệt thự sang trọng xây dựng trong giai đoạn đầu đã được mua trước. Theo Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Zimbabwe là 1.737 Mỹ Kim. Cựu Tổng thống Brazil xin gia hạn visa để ở lại Hoa Kỳ. Theo luật sư của cựu Tổng thống Brazil, tức là ông Bolsonaro, đang xin gia hạn thị thực 6 tháng để ở lại Hoa Kỳ trong lúc một cuộc điều tra nhắm vào ông đang diễn ra. Ông Bolsonaro đã bay tới tiểu bang Florida vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm ngoái và ông đã không tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống của phe cánh tả đắc cử, đó là ông Luiz Inácio Lula da Silva, mà người ta thường gọi là ông Lula. Ông Bolsonaro được cho là nhập cảnh vào nước Mỹ bằng thị thực dành cho các nhà lãnh đạo của thế giới. Tuy nhiên, thị thực này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng Giêng sắp tới đây vì ông không còn tại nhiệm là Tổng thống của Brazil nữa.
Công ty luật có tên là AG Immigration Group ở Hoa Kỳ cho biết rằng ông Bolsonaro đã xin thị thực thêm 6 tháng để ở lại Hoa Kỳ. Ông bị điều tra về cuộc bạo loạn ngày 8 tháng Giêng năm 2023 ở thủ đô Brasilia do những người ủng hộ ông từ chối chấp nhận chiến thắng sau bầu cử hồi cuối tháng 10 năm ngoái của đối thủ, đó là Tổng thống đương kim, hiện nay đó là ông Lula. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cuối cùng dưới thời ông Bolsonaro, đó là Anderson Torres, cũng tới Hoa Kỳ trong thời gian xảy ra bạo động và đã bị bắt giữ khi trở về nước. Nhiều nhà lập pháp của đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ đã công khai kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy gửi trả ông Bolsonaro về Brazil vì ông ta không còn quyền ở lại của Hoa Kỳ với tư cách là một vị nguyên thủ quốc gia được mời tới thăm nước Mỹ. Trong thời gian tại Hoa Kỳ, ông Bolsonaro rất kín tiếng. Ông ở tại nhà của cựu vô địch võ thuật người Brazil, đó là Jose Aldo tại Orlando. Báo chí Hoa Kỳ từng chụp được hình ảnh ông đi ăn gà rán một mình tại một cửa tiệm KFC. Nga muốn nâng quan hệ với Trung Quốc lên tầm cao mới. Nga ngày 31 tháng Giêng tuyên bố muốn nâng quan hệ với Trung Quốc lên một tầm cao mới và trông đợi các cuộc họp trực diện với lãnh đạo Bắc Kinh, trong lúc một tờ báo Nga loan tin nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ sang thăm Moscow vào tháng 2. Nga nhắm mục tiêu 200 tỷ Mỹ Kim giá trị thương mại giữa hai nước trước thời hạn và làm sâu sắc đáng kể các mối quan hệ với Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Nga loan báo. Phương Tây đang hồi hộp theo dõi việc siết chặt quan hệ đối tác không giới hạn giữa siêu cường đang trỗi dậy Trung Quốc và nước Nga giàu tài nguyên thiên nhiên, dù chưa rõ hợp tác này sâu sắc đến mức nào. Trung Quốc tránh lên án hành động của Nga tại Ukraine và cũng tránh gọi đó là cuộc xâm lược, phù hợp với quan điểm của Điện Kremlin, nơi mô tả đó là chiến dịch quân sự đặc biệt. Sau khi phương Tây ban hành các chế tài mạnh tay nhất trong lịch sử hiện đại lên Moscow vì cuộc chiến tranh ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow quay sang châu Á và đặc biệt là Trung Quốc. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra không lâu sau khi tờ báo Vedomosti của Nga loan tin ông Vương Nghị sắp thăm Moscow vào tháng 2. Theo nguồn tin này, ông Vương có thể sẽ thăm ông Putin trong chuyến đi. Chưa rõ mục đích chuyến công du nhưng có thể liên quan đến những sự chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nga. Sang qua khu vực Đông Âu, chính phủ Ukraine cấm các công nhân viên chức và nghị sĩ đi ra nước ngoài. Chính phủ Ukraine cấm các công chức cao cấp và các nghị sĩ ra nước ngoài trong thời gian chiến tranh với Nga, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Ông Andrei Dechenko là phát ngôn viên của cơ quan phòng vệ biên giới của Ukraine nói rằng các giới chức của Ukraine giờ đây chỉ được ra nước ngoài nếu họ đi làm nhiệm vụ, theo quy định được thông qua vào tuần trước của chính phủ Ukraine. Cũng theo quy định mới này, thì các viên chức của Ukraine sẽ chỉ được xuất cảnh nếu đi thăm con cái, đi điều trị y tế hoặc là có người thân qua đời. Quy định mới áp dụng đối với cả phụ nữ và các nhân viên địa phương. Nữ nghị sĩ Irina Grashchenko đã chỉ trích quy định này và cho biết rằng có khoảng 15.000 nhân viên tại địa phương là nữ giới và một số người đang là tình nguyện viên. Quy định mới được thông qua sau khi một số viên chức Ukraine bị cáo buộc là đã đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài giữa lúc chiến tranh căng thẳng tại quốc gia này. Trong số đó, có phó tổng công tố là Oleksiy Semonenko đã tới khu nghỉ dưỡng nổi tiếng là có tên là Marbella của Tây Ban Nha. Ông này đã từ chức vào tuần trước trong đợt cải tổ chính trị lớn nhất tại Ukraine sau khi xuất hiện hàng loạt các cáo buộc về tham nhũng nhắm vào ông. Một đài truyền hình vào ngày 27 tháng Giêng vừa qua đưa tin, cựu thủ tướng Ukraine là bà Yulia Tymoshenko cũng đã đi nghỉ dưỡng tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một ngày trước đó, một nữ nghị sĩ có tên là Mykola Tymoshenko cũng đã bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền có tên là Đầy tớ của Nhân dân vì đã tới Thái Lan mà không thông báo cho quốc hội. Nga treo thưởng cho lính thu được xe tăng phương Tây. Theo lãnh đạo tỉnh Zabaykalsky của Nga vừa ký quyết định thưởng tối đa 43.000 Mỹ Kim cho binh sĩ địa phương bắt được xe tăng Mỹ và Đức nguyên vẹn ở Ukraine. Alexander Opisov, tỉnh trưởng tỉnh Albaykalsky ở miền đông Nga, hôm 31 tháng Giêng công bố quyết định được ông phê chuẩn cuối tuần trước, trong đó treo thưởng tiền mặt cho binh sĩ địa phương thu giữ hoặc tiêu diệt xe tăng phương Tây khi tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Binh sĩ thu được xe tăng Leopard 2 trong tình trạng hoạt động sẽ được thưởng 3 triệu ruble, tương đương 42.900 Mỹ Kim. Người phá hủy loại xe tăng này sẽ nhận khoản tiền 1 triệu ruble, tương đương 14.300 Mỹ Kim. Những người hỗ trợ bắt được tiêu diệt Leopard
Plateau sẽ được thưởng lần lượt 7.150 và 2.240 Mỹ Kim. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Mỹ, Đức và một số quốc gia châu Âu đã thông báo sẽ chuyển giao cho Ukraine hàng chục xe tăng chiến đấu hiện đại trong vài tháng tới để giúp tăng cường năng lực quân sự. Nga chỉ trích quyết định này là hành động leo thang, nguy hiểm. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố xe tăng phương Tây sẽ bị thiêu rụi trên tiền tuyến. Các xe tăng chưa được chuyển đến Ukraine và có thể mất vài tháng trước khi quân đội nước này nhận được những chiếc đầu tiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng nước này cần 300 đến 500 xe tăng cho chiến dịch phản công, nhấn mạnh nhiều khí tài viện trợ chưa được bàn giao cho Kyiv. Một tỷ phú người Nga đang cố gắng cứu khối tài sản lên tới 15 tỷ Mỹ Kim của ông. Nhà tài phiệt người Nga có tên là Roman Abramovich đang cố gắng tìm cách cứu vãn danh tiếng của ông ta ở phương Tây bằng việc tham gia vào vai trò hòa giải trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như bảo vệ cho khối tài sản trị giá tới 15 tỷ Mỹ Kim của chính ông. Một nguồn tin từ nhật báo Guardian cho hay, chỉ 3 tuần trước khi Nga đem quân xâm lược Ukraine, tức là cách một tháng trước khi bị Anh Quốc và Khối Liên hiệp châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt, chính ông Abramovich đã chuyển quyền sở hữu 10 quỹ tín thác ở nước ngoài với tổng tài sản lên tới hàng tỷ Mỹ Kim cho 7 người con của ông. Và ngay trước khi Nga đem quân xâm lược Ukraine thì ông đã kịp bán cổ phần tại một công ty lâm nghiệp lớn ở Nga mà chính phủ Nga cũng là cổ đông với giá là 110 triệu Mỹ Kim. Vào ngày Nga đem quân xâm lược Ukraine thì ông đã chuyển giao thêm cho các đối tác kinh doanh của ông quyền kiểm soát công ty cổ phần có tên là Noma Investment, được niêm yết tại quần đảo Virgin thuộc Anh Quốc. Điều này đã giúp ông cho tạm thời thoát khỏi tình trạng bị đóng băng tài sản. Ông cũng cố gắng chuyển tài sản ở London và các khoản đầu tư vào quỹ phòng ngừa rủi ro của Hoa Kỳ. Khi sức ép trừng phạt của Anh Quốc và khối châu Âu bắt đầu tăng thêm, thì ông đã bán nốt Chelsea, là câu lạc bộ túc cầu nổi tiếng của ông. Theo tạp chí Forbes, để tránh lệnh trừng phạt từ Khối hiệp châu Âu, ông Abramovich đã sử dụng một hệ thống các công ty ghi danh ở nước ngoài để đứng tên cũng như quản lý hàng loạt các tài sản khác, bao gồm 16 chiếc du thuyền, 4 chiếc máy bay phản lực, 6 chiếc trực thăng và nhiều biệt thự sang trọng. Giới hữu trách tại Hoa Kỳ bày tỏ sự hoài nghi về hiệu quả của lệnh trừng phạt đối với việc phong tỏa tài sản của tỷ phú này, vì hiện nay ông Abramovich trực tiếp sở hữu rất ít. Tỷ phú Abramovich, người mang cả quốc tịch Bồ Đào Nha, cũng đang kiện Khối hiệp châu Âu về các lệnh trừng phạt tại Tòa án Công lý châu Âu. Ông cáo buộc là các quyền của ông với tư cách là công dân của khối này đã bị vi phạm. Người phụ nữ Đức bị nghi giết bản sao để giả chết. Công tố viên kết luận một phụ nữ 23 tuổi người Đức gốc Iraq đã tìm người có ngoại hình giống mình trên Instagram và cùng một người khác sát hại đối phương để giả chết. Quá trình điều tra cho thấy bị cáo muốn lẩn trốn vì mâu thuẫn gia đình và muốn giả chết nhằm đạt được mục đích đó. Guardian hôm 31 tháng Giêng dẫn lời công tố viên Veronica Grieser thuộc văn phòng công tố tiểu bang Ingolstadt của Đức cho hay. Hồi tháng 8 năm 2022, một cô gái được tìm thấy bên trong chiếc Mercedes ở Ingolstadt, miền nam nước Đức. Báo cáo ban đầu xác định nạn nhân là Sharaban K, chuyên gia làm đẹp gốc Iraq, 23 tuổi, sống ở Munich. Mặc dù một số thành viên trong gia đình Sharaban K đã nhận dạng thi thể, báo cáo khám nghiệm tử thi vào ngày hôm sau đặt vấn đề về danh tính của thi thể này. Cuối cùng, họ xác định đây là Khadija O, blogger làm đẹp từ Algeria, đến từ Heilbronn ở bang Baden-Württemberg, cũng 23 tuổi. Cảnh sát cho biết với mái tóc đen dài thẳng, nước da giống nhau và trang điểm đậm, hai người phụ nữ trông rất giống nhau, khiến báo chí Đức gọi đây là vụ giết người song trùng. Cảnh sát cho biết vào tuần trước, vụ giết người Sharaban K đã liên lạc với một số phụ nữ có nét giống mình hoạt động trên các trang mạng xã hội. Bằng cách đưa ra nhiều lời hứa hẹn, người này đã tìm cách gặp mặt họ nhưng không thành công. Công tố viên Grazer cho biết, sau đó Khadija O là đối tượng đồng ý gặp mặt. Shikir K và Sharaban K được cho là đã dùng xe hơi đón nạn nhân từ căn hộ vào ngày xảy ra án mạng. Tại một khu rừng, cặp đôi tìm cách dụ người phụ nữ Algeria bước ra khỏi xe và đâm chết nạn nhân. Phát ngôn viên văn phòng công tố Ingolstadt cho biết, mặc dù các cuộc điều tra đang diễn ra, lệnh bắt giữ Shikir K và Sharaban K đã được ban hành vào ngày 28 tháng Giêng. Cặp đôi phải đối mặt với bản án chung thân nếu bị kết tội. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị và tiếp tục theo dõi.